Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng các bạn so sánh hai mẫu máy xay thịt của hãng Lock & Lock. Đó là chiếc máy Meat Chopper có mã là EGM161 và chiếc máy Meat Grinder có mã là EGM171. Chiếc máy Meat Chopper là chiếc máy có kích thước nhỏ hơn, có dung tích là 1,2 lít và công suất là 350W. Trong khi đó thì cái máy Meat Grinder có công suất là 300W, nhỏ hơn cái máy Meat Chopper. Tuy nhiên dung tích nó là lớn hơn và dung tích đây là 2 lít. Chức năng của hai cái máy đều là xay thịt. Và về đặc điểm sử dụng thì cái máy Meat Chopper chỉ có một nút bấm thôi, là nút bấm xay ở trên này. Còn cái máy Grinder thì sẽ có hai lựa chọn tốc độ, là tốc độ nhanh và tốc độ chậm. Ngoài ra thì phần lưỡi dao, cái Meat Grinder có hai lưỡi dao để xay, tức là có hai cái dao để xay, tức là sẽ có bốn lưỡi. Còn cái Meat Chopper chỉ có hai lưỡi thôi. Và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cách hoạt động cũng như là hình dáng ở bên trong. Cái máy Meat Grinder EGM171 thì có màu bạc. Đi kèm sản phẩm thì bao giờ có phiếu bảo hành và hướng dẫn sử dụng. Đây chúng ta có phần nắp. Phần cao su này là phần ở dưới đáy để đảm bảo là nó cố định được trên sàn khi xay. Chúng ta thấy có hai lưỡi dao, hai con dao, và đây là dao sẽ có bốn lưỡi để các bạn xay. Và đây là phần thân động cơ, chúng ta thấy phần động cơ thấy rõ ngay là có hai nút bấm thể hiện hai tốc độ, công suất là 300W. Và đây là phần chứa thịt xay, dung tích là 2 lít. Đây chiếc máy EGM171. Phần răng này bạn lắp ở phía dưới. Và đây phần động cơ. Tương tự, ta sẽ tìm hiểu cái máy EGM161 Meat Chopper. Đi kèm có hướng dẫn sử dụng. Và thấy ngay phần này là phần thân máy. Phần động cơ thân máy thì này các bạn thấy là tuy rằng dung tích nhỏ hơn nhưng cái phần động cơ trông còn to hơn cả cái máy EGM171. Và đây là phần cối xay. Cối xay thì dung tích nhỏ hơn, dung tích có 1.2 lít thôi. Chúng ta cũng có cấu tạo tương tự, gồm có phần nắp phía trên. Và đây là phần lưỡi dao. Lưỡi dao có hai lưỡi. Và các bạn cũng đặt cái phần động cơ trên này. Và chúng ta có thể so sánh sơ bộ về hình dáng của hai chiếc máy xay thịt của Lock & Lock. Các bạn sẽ thấy là cái máy xay thịt EGM171 này sẽ có kích thước lớn hơn là chiếc máy 161, vì 161 có dung tích chỉ là 1.2 lít và cái này có dung tích là 2 lít. Tuy nhiên phần động cơ thì khác nhau, tuy rằng cái dung tích nhỏ hơn, có cái cối nhỏ hơn, nhưng mà cái phần động cơ công suất lớn hơn và kích thước cũng lớn hơn. Công suất của cái máy EGM171 là 300W, còn cái phần EGM161 thì công suất là 350W, tức là sẽ xay khỏe hơn. Và phần điều khiển thì chỉ có một nút bấm thôi. Còn cái phần điều khiển của cái máy 171 thì có hai nút điều chỉnh được hai tốc độ. Về phần cấu tạo về cối xay thì cũng tương tự nhau, chúng ta có một cái nắp. Nhưng lưỡi dao thì sẽ khác nhau. Ở đây chúng ta có 4 lưỡi dao để xay. Và các bạn có thể tùy chọn là gì? Có thể dùng một trong hai lưỡi, dùng 2 lưỡi hoặc là dùng 4 lưỡi. Và cũng lắp vào đây, xay. Còn phiên bản EGM
61 thì chỉ có hai lưỡi dao thôi. Về đặc điểm là như vậy, và chúng ta dựa trên cái nhu cầu chúng ta, chúng ta sẽ lựa chọn cái máy xay thịt nào hữu ích hơn. Thông thường thì các bạn cần xay nhiều, các bạn có thể chọn lựa chọn cho cái máy là mid grinder với dung tích là 2 lít và 4 lưỡi dao xay thịt. Tuy nhiên công suất phần máy này lại nhỏ hơn một chút, là 300W. Còn nếu trường hợp các bạn dùng thông thường cho gia đình thì lượng thịt xay không cần nhiều, thì chúng ta có thể dùng cái máy dung lượng nhỏ hơn, dung tích nhỏ hơn là 1,2 lít, và cái phần cối xay có công suất lớn hơn là 350W. Ngoài ra thì cái máy 171 còn có thêm tùy chọn cái tốc độ. Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy cái hai máy này. Thì trước khi chạy tôi sẽ tháo cái phần bảo vệ lưỡi dao. Đây là trường hợp các bạn lắp một lưỡi, đây là gì, 2, 4 lưỡi, rồi các bạn đậy này lại, sau đó bạn lắp động cơ lên. Thì lắp động cơ các bạn lưu ý phải đúng vào cạnh thì nó mới chạy được, như thế này là đúng. Và chúng ta sẽ cắm điện. Trước tiên sẽ chạy thử cái máy SM171. Đây là tốc độ chậm, đây nhanh. Các bạn thấy lưỡi dao nó xong. Tốc độ chậm, nhanh. Có hai tốc độ để các bạn lựa chọn. Khi bạn rút ra thì không bấm nữa, rất là an toàn. Tương tự vậy ta sẽ thử với cái máy SM161. Thì các bạn sẽ bóc cái phần băng dính này ra để tách cái phần bảo vệ lưỡi dao. Đây là hai cái lưỡi dao của SM161. Bạn lắp vào đây. Sau đó bạn đậy nắp lại. Và chúng ta cũng đặt lên phần trên. Cắm điện thử. Thì cái máy này chỉ một tốc độ nên các bạn sẽ bấm để xay. Nó công suất lớn hơn đấy, các bạn cảm giác là nó xay rất là khỏe. Rồi bấm đây. Và sau khi xay xong thì bạn sẽ nhấc này ra. Khi nhấc ra thì nó sẽ không bấm được nữa. Rất là an toàn. Để tìm hiểu kỹ hơn về hai sản phẩm này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.